và những thông tin công nghệ thú vị sẽ không dừng lại ở đó. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua thêm những thông tin nổi bật trong thế giới công nghệ trong tuần vừa qua với chuyên mục Cà phê Điểm Tin. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số giữa Bộ Công an và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã chính thức được diễn ra. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Công an và sự đồng hành tích cực của Tập đoàn VNPT trong việc đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân chính thức đưa vào hoạt động, chính thức đi vào vận hành một cách thần tốc, đánh dấu cột mốc quan trọng, tạo tiền đề để xây dựng thành công chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số. Về chuyển đổi số, Bộ Công an và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT sẽ tập trung vào các nội dung như triển khai đề án chuyển đổi số của Bộ Công an giai đoạn 2023-2025, lộ trình hướng đến năm 2030, hợp tác triển khai đề án 06, phát triển dữ liệu số, hạ tầng kỹ thuật, trung tâm chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ công tác chuyển đổi số của Bộ Công an, hệ thống ứng cứu khẩn cấp